Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh xác định việc xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của các cấp chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị cũng như quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Cùng với việc ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, thành phố Trà Vinh quyết tâm lập lại trật tự đô thị, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện với môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng các câu lạc bộ, các mô hình về tổ tự quản trật tự đô thị từng khu phố, tổ dân phố, từng hộ gia đình nhằm tạo phong trào thi đua rộng khắp, nâng cao ý thức tự giác về bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị thành phố Trà Vinh cùng vào cuộc thực hiện quyết liệt việc vận động người dân trên địa bàn chỉnh trang nhà ở, vỉa hè, đường phố, khu dân cư, xây dựng các tuyến đường văn minh, khu phố văn hóa thân thiện với môi trường, phát động các phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy tình nguyện và chủ nhật xanh hàng tuần, huy động sức dân cùng thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân rộng các mô hình tuyến đường văn minh, đường phố không rác của các câu lạc bộ môi trường, các hội đoàn thể ở các khóm ấp. Để thực hiện hiệu quả các nội dung công việc đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đã chỉ đạo từng ngành, từng đơn vị trực thuộc đảm nhiệm thực hiện từng công việc khác nhau, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện các công trình phần việc phụ trách, trình lãnh đạo kịp thời xử lý, chỉ đạo bước tiếp theo. Cụ thể, theo kế hoạch số 51, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đầu tư nâng cấp các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chỉ đạo đội trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực trật tự, xây dựng đô thị, cây xanh, nhất là vào các đợt cao điểm, những ngày lễ lớn. Có thể nói, trong việc thực hiện xây dựng thành phố văn minh phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị luôn là vấn đề khó trong thời gian qua. Mặc dù các tổ công tác thường xuyên ra quân chấn chỉnh nhắc nhở, thậm chí xử lý vi phạm về các lỗi như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong, sau xử phạt tuy có giảm bớt, một số hộ tiểu thương người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa thực hiện đúng cam kết. Hiện nay thành phố đang ra quân phối hợp các sở ngành, các ban ngành của thành phố và cũng như phường xã ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành như lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán trái phép. Không chỉ có kế hoạch số 51, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh còn thường xuyên chỉ đạo đối với các phường xã trên địa bàn vận động các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi ở sạch sẽ, không xả nước thải ra môi trường, đồng thời xây dựng các mô hình tuyến hẻm thông thoáng sạch sẽ, xanh sạch đẹp ở các khu dân cư, phát huy hiệu quả của các tổ tự quản về trật tự đô thị, an ninh trật tự ở khóm ấp, trong đó phát huy tối đa vai trò của người dân, những cán bộ hội đoàn thể cơ sở trong việc giám sát và kịp thời báo cáo về phường xã những vấn đề phát sinh để kịp thời hướng dẫn xử lý cho từng trường hợp cụ thể. Đối với địa bàn phường 5, phần lớn các hộ dân sống nhờ kinh doanh và dịch vụ. Vì vậy, chỉnh trang đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường sống là hai mặt công tác quan trọng mà đảng bộ chính quyền phường 5 ưu tiên thực hiện trước. Bên cạnh vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán, không đổ nước thải ra đường phố, các hộ dân cần giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở thông thoáng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bỏ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Hội phụ nữ phường 5 thì về cái công tác tham gia của xây dựng phường văn minh đô thị thì hội triển khai cho 4 chi hội là điều cái xây dựng cái mô hình chi hội là 503 sạch. Thì hiện nay là các chi hội đều triển khai ra hội viên hết và đều là hội viên đều là thành viên của cái mô hình là chi hội 503 sạch. Và qua đó là cũng có xây dựng 4 cái tổ là hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, là vận động mấy chị em hạn chế sử dụng cái túi ni lông mà dùng cái vỏ sách để đi chợ để là hạn chế cái ô nhiễm môi trường. Và cái hội cũng có cái thành lập cái mô hình mới là cái tổ mà phân loại rác tại nhà là của chi hội khóm 4 là cho các hộ của người dân tộc. Nói chung là cái góp phần cho môi trường xanh sạch đẹp thì hội cũng thường xuyên lồng ghép trong cái mấy cái cuộc mà sinh hoạt chi tổ hội của khóm thì mấy chị đều rất là tham gia hưởng ứng để giữ gìn cái môi trường xung quanh của các hộ.
thì thực hiện theo cái nghị quyết và cái chỉ tiêu của đảng ủy giao, thì hội phụ trách cái tuyến đường là Dương Quang Đông, cho nên là hàng tháng là hội có là xuống trực tiếp là tham gia với chi hội để quán triệt và vận động các hộ để thực hiện cái chỉ tiêu về xây dựng cái phường dân, giữ vững cái phường văn minh đô thị của mình. Bà Lê Thị Thoại, một thành viên tích cực của các mô hình 50 ba sạch, tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, cho biết nhận thức được vai trò quan trọng của từng hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa, khu phố, cụm dân cư. Bên cạnh tiên phong giữ gìn ngôi nhà thông thoáng, sạch sẽ, bà còn vận động tuyên truyền cho các thành viên trong tổ thực hiện tốt 50 ba sạch. Không chỉ sạch nhà, sạch bếp mà còn phải giữ cho đường làng ngõ xóm được sạch sẽ, thông thoáng. Mỗi người, mỗi nhà với mỗi hành động tích cực sẽ góp phần làm cho môi trường sống trong lành. Cuộc sống cũng từ đó mà khỏe hơn, văn minh hơn. Luôn luôn lúc nào nhà cửa mình cũng phải tươm tất, mình cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Biết rằng là mình bận rộn nhưng mà về là lúc nào chị cũng phải dọn dẹp nhà cửa của chị cho sạch sẽ, gọn gàng. Chứ không có bề bộn được. Khi mà mình đi vận động chị em thì tất nhiên nhà mình phải sạch sẽ trước, mình mới vận động được chị em mình. Đối với bà Nguyễn Thị Mai ở khóm 4, phường 5, việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng không chỉ để được sống trong môi trường trong lành, tốt cho sức khỏe của từng thành viên trong gia đình, góp phần làm cho khu phố thêm văn minh lịch thiệp, mà đó còn là việc làm thiết thực để cho các cháu của bà học hỏi làm theo. Bởi theo bà, người lớn trong gia đình chính là tấm gương để các cháu học hỏi và noi theo. Mọi hành động nhỏ của ông bà cha mẹ sẽ tác động đến suy nghĩ và hành động tích cực của trẻ nhỏ. Từ khi phường 5 được công nhận phường văn minh đô thị, từng hộ dân đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không còn tình trạng xả rác bừa bãi, đường xá thông thoáng khang trang. Từng con đường, tuyến phố, nhà ở dân cư cũng từ đó mà đẹp và văn minh hơn. Nói chung thì ở nhà cháu thì nó rất là nề nếp. Kể cả những cái nó đi ra ngoài đường cũng vậy. Nó uống sữa hay là gì nó cũng phải tới thùng rác, cha mẹ ngừng lại nó bỏ vô. Rồi ở nhà cũng vậy. Nghĩa là có tất cả là rác cái gì lồm ở trước. Trước cũng có thùng rác, sau cũng có thùng rác. Cho nên là các cháu rất là thấy người lớn làm như thế nào là các cháu làm như vậy rất là tốt. Ở phường 5 á, là từ trước tới bây giờ lúc nào cũng vậy. Khi họp là vấn đề là nhắc nhở, trước nhất là vấn đề về văn minh đô thị, về vấn đề là không phơi đồ trước cửa sân, cửa nhà, rồi phải rác, phải tập kết, không có quăng bừa bãi. Thì cái đó là nói chung là tuyên truyền rất là nhiều, mà thấy là từ đó tới giờ thì chuyển biến cũng rất là tốt. Dân cũng rất là tuân theo. Ví dụ như một ngày nói thì càng ngày người ta sẽ càng ý thức hơn. Cho nên là ở phường là thấy là thường xuyên vận động, cho nên vấn đề vệ sinh bây giờ tốt. Xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường phải bắt đầu từ ý thức, nếp nghĩ của mỗi người dân thành phố, cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, làm cho nơi ở ngày càng xanh sạch đẹp, vì một môi trường sống lành mạnh, thông thoáng, không khí trong lành. Không chỉ mang lại vẻ đẹp bên ngoài mà sức khỏe của người dân cũng được tốt hơn. Một môi trường sống thân thiện, phát triển bền vững phản ánh được nếp sống văn hóa của người dân, từ nếp nghĩ tích cực đến những hành động đẹp, một nét đẹp văn hóa khi xây dựng đô thị văn minh. Và mỗi người, mỗi nhà sẽ là chủ thể không thể thiếu trong sự văn minh thân thiện ấy. Vì vậy, mỗi người dân đô thị là chủ thể trực tiếp, cần có những hành động văn minh về cách ứng xử văn hóa với nơi mình sinh sống. Mỗi người một hành động nhỏ tác động tích cực với môi trường, chính là đang bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề về văn minh đô thị kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.